Biển số xe của anh Huấn Hồng ấy, ai lấy của anh ấy thì giả cho anh ấy. Khổ lắm, có cái biển có 500 cụ mà cứ khóc suốt ngày. Thích cái anh làm cho một cái nha, cái Sky giờ tầm đẳng cấp. Anh Huấn này, thôi bỏ cái biển xe đi, không làm cái gì cả nha. Cái gì là của mình nó sẽ là của mình, cái gì không là của mình tự khắc nó rời đi, nó là luật nhân quả nha. Cái biển xe không phải của mình thì nó cứ đến ngày nó rời đi thôi. Nên mạng gì em lướt toàn thấy đau hết đầu, không giải quyết gì cái biển số xe cả. Không, con người, người còn và danh dự nó mới là quan trọng. Cái biển nó chỉ là vật ngoài thân thôi nha, bỏ đi, biển số không giải quyết gì cả nha. Chất sống, danh dự sống nó mới là điều thiêng liêng cao quý. Biển số xe của anh Huấn Hồng ấy, ai lấy của anh ấy thì giả cho anh ấy. Khổ lắm, có cái biển có 500 cụ mà cứ khóc suốt ngày. Thích cái anh làm cho một cái nha, cái Sky giờ tầm đẳng cấp. Anh Huấn này, thôi bỏ cái biển xe đi, không làm cái gì cả nha. Cái gì là của mình nó sẽ là của mình, cái gì không là của mình tự khắc nó rời đi, nó là luật nhân quả nha. Cái biển xe không phải của mình thì nó cứ đến ngày nó rời đi thôi. Nên mạng gì em lướt toàn thấy đau hết đầu, không giải quyết gì cái biển số xe cả. Không, con người, người còn và danh dự nó mới là quan trọng. Cái biển nó chỉ là vật ngoài thân thôi nha, bỏ đi, biển số không giải quyết gì cả nha. Chất sống, danh dự sống nó mới là điều thiêng liêng cao quý.